Ese está en compra. Está en compra aquí. Ah, no tengo, no tengo. ¿No te? No tengo. Turu mismo. Ah, sí. Estamos con contar una cara de 100, ¿eh? 50, cada 100. Ese es bueno, ¿ya? Sega mili. Mili. Así. Sega. Con mili. No vai Sega. Cái này chưa chín nhưng mà mình muốn thử xem cái về bên trong. Quá là tuyệt vời. Bon. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi. Đấy, hôm nay là mình hôm kia là mình có gửi tặng giống cho nhà bác này, không biết là tên gì, nhưng mà mình thấy bác là có một cái vườn cái gì nhỉ? Dứa nha các bạn. Đây. Mình đến đây là để mua giống dứa của bác nha các bạn. Đấy. Nhiều vô cùng luôn này. Pimali. Ôi giời, cái đấy chưa? Nhiều, quá nhiều luôn, kinh khủng luôn. Rồi, bây giờ là để mình đi vào hỏi thăm bác một tí. Rồi sau là sẽ hỏi bác là bán giống như thế nào nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Kinh khủng luôn đấy. Bất tán thì mà mà. Sì, đu mai về liều ta. À, ta là cái gì? Cái đồ con bà ra xe mê tí ấy xử. À, xe mê tí. À, bền đấy. Sì. Ya, ya. Jadi ku babu mete mikro apa lebeng. Ya, ya, ya. Eta mau sih donu pa pa ini? Si si. Aye. Ya, itu aja mem. Aye. Si. Eta mau bola keru ke komra sementi. Sementi. Bor vende? Ah, venderes. Eh, si mem sen. Aye. Sen. Como? Sen. Sen? Si. Sementi. Sementi, sen. Aye. Si. Bác nói là 100 quan giá một cây giống xanh đấy, có rẻ luôn bác. Không biết là cũng chịu khó nhờ, thấy trồng phía trước nhà như này mà nhiều lắm. Xe hôm cơ đã ấy tao ấy si bồ đề tiết á ôm mai bị kén nụ hả tiết ra để bôi mệt thế. Otro tren nụ vai đã si vai đã nào ấy cơ đấy. Hả? Ese mesmo. Ese mesmo. Sim, eu sei. Então agora tira, né? Sim, é tirar mesmo. Tira. Depois. Vou meter outro outra. Sim, não. Não vai carregar? Ah, vou... Hã? Não vai estragar? Ah, não vai estragar? Ah, não. Ei. Assim mesmo, tem mesmo dois. Então esse uma esse vai vender quanto? Ah, eu sei. Así mismo es 50. ¿50? Sí. No, ese. Ah, ese bagajito, ese es 50. ¿50? Sí, sí, dos mismo. ¿50? ¿Cuánta? Una. No, es. Sí. ¿Ese está balaza, está vende cuánto? ¿La plaza? Sí. La plaza grande es 200. Ah, 200. Sí. Ahí. Sí. ¿Para vender 50 por qué? Yeah. Barato. Pequeño. Ah. Sí, pequeño. Ahí en Barón tú, ¿no? Sí. Rồng, quá nhiều luôn. Thì tôi đặt là đặt bác là mua tầm đó là hết luôn nhỉ. Chắc là mình phải mua hết luôn đấy. Còn mà là tu đủ. Vậy đã. Cement. Tu đủ. Sí. Tu đủ. Nó mới mình đi đó. Tu đủ. Đây, từng này các bạn này. Đây. Nhìn chưa? Dưới này. Đây. Nhiều lắm. Ở đây nữa này. Đây. À, để bứt cái này luôn nè. Bứt cái này để tên pha cả mắm. Dạ. Bứt sao pha cả nhá. Nào. Số về. À, cái gì đây? À, bảy ông à? À.
Ese de novo? Sí, de novo. Vou meter dele aqui, Lebal? Não, é lá mesmo, né? Sim. Ah, é? Sim. Ah, depois ele vai entrar, né? Ah, vai entrar. É. Ah. Pra jogo, é tirado. É. Para mele. Đấy, bác cũng chịu khó làm ấy. Ui, cái từng này nhiều đấy các bạn ạ. Mua hết từng này đi. Tudo. Un cara sen, né? Ah, sim. É o sen. À. Rẻ nhỉ? 100 quan một cây. Tudo. Vô đấy. Sướng quá đi, bác sướng quá được. À, để tí xẻ cái này ra nhá, cái này chưa chín đâu. Nhưng mà mình muốn để xem cái ở bên trong này là nó có ok không. Đây, các bạn nhìn chưa? Nhiều lắm rồi đấy. Mà bác không tưới nhỉ? Nâu mê tê ao quá. Hả? Nhiều lắm, ơi, nhìn chưa? Quá là nhiều, tên này nữa này. Kinh khủng chưa? Quá là kinh khủng. Đây. Dưới này chắc là con rắn đấy các bạn này. Esse tem cobra? Tem cobra aqui? Não tem. Tudo mesmo. Então, conta uma cada 100, né? 50 cada 100. Esse boé, já? Chega mili? Mili. Assim. Chega? Com mili? Não. Não vai chegar. Aí, thử cắt cái này ra nha. Cắt cái này. Dạ, mamãe. Tâm bố đi ấy. Cái này chưa chín nhưng mà mình muốn thử xem cái về bên trong. Quá là tuyệt vời. Bon. Quanto burro tu mai bon, né? Bon. Então agora esse não vai. Quanto terra, né? Quanto terra, né? Meta daquele outro. Não é carregou? Ah, não. Fala bem com. Vai ter dele. Não vai estragar? Ah, não. Não vai. Não vai estragar. Pelo menos pode passar por quantos dias? Vai ficar aqui. Pelo menos pode passar quantos dias para se plantar? Que demora. Ah, no chão? É. Ngọt. Ngọt lắm các bạn ạ. Ê, ya peki wa. Ê, so, chỉ tao có thể phá mấy tết tuệ ta lì. Thế là lì bít hay tuệ kia wa. Ai nhớ lên hả? À, chỉ tao là nhớ lên hả? Đang ngó lo xì ấy mà ya con là. Cảm ơn lo bura cô. Vậy đó. Vậy đó. Ê, ngọt lắm. Wa, sao lại ngọt nhỉ? Ê, xì nào ê, ê, xì. Mù tu đô xì. Mù tu, à, xù cà. Hả? Mù tu à xù cà. Não, esse já tem açúcar. Isso ainda não sei. Não tem problema. Come mais bom. Ah, sim. Agora. Cada 100. Cada 100. Tudo. Tudo já? Amanhã? Amanhã. Bomba. Sim, sim. Cara 100, bagar cara 100. É que você gasta mili? Hã? Mili, isso? Chega, tem da. 100 ngàn. Nếu mà 1 cây, 1.000 cây là 100 ngàn. Quyền quan giá nha các bạn. Tầm đó là 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu. Como? Tá vendendo, né? Hã? Tá vendendo, né? Tá bom. Amanhã vou chamar a colega. Vai buscar. Ah, vai buscar. Sim. Conta, pai, conta. Um cara sem. Mete aquele carelu, hein? Vai lá do fazenda, meu. Ah, sim. Amanhã, né? Sim, amanhã. Sim. Vou dar já aqui 20 mil. Tá aqui. Vou sento. Dá 20 mil, vou sento. Amanhã conta. Chega quanto? 100 mil, 50 mil, vou aumentar mais. Pai toma só 20 ali. Então agora não vai mentir. Né?
Sì. A che 20? Sì, 20. Poi so bega tipo 200. 200. E non vai a mentire a bagnà. A bagnà, a ora, ne? Vai, vai, carico. Conta un cara, sei, 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 sei. Tutto, memo, tutto. Poi ten quante, compra tutto. Lei va su del rio, tutto. Tutto, 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 memo. Không thể không không chưa 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 tin được các bạn ạ. Vai bơ sừng, vai bơ sừng. Chưa tin được. Nó vai mình tira bay. Nó vai mình tira. Tu đủ ta bên đề tu đủ nè. Vai. Đang ngỡ ngàng. Bay ta mê đủ mô rê. Ok. Bay mama bên đề nào. Ese tay memo. Ese asinao. Ya vende. Ah, ah, ese aumenta 50, 650. Ah? Ese. Sí. Now, ese, ese. Ese, ese, sei. Sei. Quanto tem ese? Aumenta 50, 150. Đúng rồi, bà nói là lúc nào mà như cây này này, cây này là nhiều hơn, 150, tại vì cây này đã có quả rồi, có quả rồi. Cái này chưa có quả là 100 này. Đấy. Esi sen. Nó tên đề cái lý Esu. Quanto tên Esu? 650. Hay là chưa hiểu. Đang suy nghĩ các bạn ạ. Tại vì sao cô mời anh đâu? Vấn đề số. Ê gì? Đang bàn với nhau đó. Để hai vợ chồng nó bàn với nhau. Sí. ¿Te entiendes? Sí. Ya, me muevo eso. Sí. ¿Te entiendes? Sí, sí. ¿Ya? Sí. À, vaya. Sí, nhiều quá các bạn ạ, nhiều. Từng này chắc chắn là đến 1.000 cân đấy các bạn. Lấy ba số tế. Ai, nó tên, lấy ba số tế. Số eso. Sí. Số eso. Đấy cái ly rượu. Lấy ba số đủ rượu. À, ya pa chito. Ah, ese otro. Ah, ese. Thôi, bây giờ chốt đơn như thế nha các bạn. Đấy. Mấy ngày nay là đi mua cho người dân là rất là nhiều, nhiều luôn. Khoai tây này, rồi là dứa, trái thơm, đấy, trái thơm. Miền Bắc cái gì là nói là trái thơm, đấy, như ở trong mình là nói dứa. Thì thường thường hôm kia là cũng có một người nói thơm, đấy, quả thơm. Mình không hiểu tại sao là nói quả thơm là quả gì nhỉ? Nghĩ đầu mãi bắt đầu dám hỏi người ta là quả thơm là quả gì? Quả dứa em ạ. Lúc ấy mình không cái mặt mũi này muốn chui dưới đất luôn đấy. Yeah, so, à bà nha. Yeah. Yeah. Rồi, chốt đơn nhanh gọn lắm các bạn ạ. Mà rẻ, quá rẻ luôn. Thường thường ngoài chợ ấy, một quả dứa to mà chín rồi. Blasa, de que le hizo, ¿no? ¿Cuánto pronto? Grande. Sí. ¿Está vende cuánto? 200. 200? Sí. ¿No es 500? ¿No es 500? No es agosto porque hace caula. Los que venden, ellos van a vender. Vende barato. Ahora que vende, no es que vende caro. Ah. De que le dio a comprar dos. Un cada 400. Ahí. Ya. Tá bom, já? Amanhã? Sim, sim, sim. Amanhã vou voltar ali, já? Sim, sim. Já, obrigado. Ah, sim, sim. Sim. Ok? Tchau, cobra! Tchau, cobra! Ah, micro, ok. Sim, sim. Já. Vai. Tchau, cobra! Tchau, cobra! Tchau, cobra! Tchau, cobra! Ok. Ui, que daí? Esse já. Esse que? Ô, pai! Esse de já bateu, ei. Bateu.
Nhưng mà không biết là cái dứa này là có bứng được không nha các bạn. Chứ bứng lại đâu trang trại của mình không khéo là hỏng cái chết dứa luôn. Mà bác thì nói là không sao đâu. Bác này nói không sao. Nhiều, quá nhiều luôn. Opa à bà nhà nhá. Dạ. Đấy. Mình thì làm việc rất là nhanh gọn nha các bạn. Đấy, không cầu kỳ, không làm quá lên. Đấy. Cứ nói là người dân ok thôi. Nếu mà giá cả ở đây thì tất cả mọi người là không dám chém giá cả với mình. Đấy. Tại vì người ta cũng biết mình nên là chỉ vào thẳng là người ta nói là ok luôn. Đấy. Chứ những nơi khác ấy, như ở trên thành phố ấy, mình mà lên trên cái thành phố mà mua một cái bất cứ một cái đồ gì đúng thật là phải gấp 3 lần giá. Đấy, với là so với thị trường. Nhưng mà mình người dân ở đây tin tưởng mình và mình cũng tin tưởng người dân nên là hai bên là chỉ có nói một giá thôi là ok luôn. Chứ không cần là nói hai lời. Dạ, bye nhá. Dạ. Rồi. Bây giờ là mình đi về về trang trại để chuẩn bị đất đai, dọn sạch sẽ các kiểu để đưa cái này về đồng nha các bạn. Nhiều, quá nhiều luôn đấy các bạn. Thôi, bây giờ là chào các bạn để xin phép là mình đi về trang trại để bảo tất cả mọi người là dọn đất với gì để mai bứng cái này lên về trang trại trồng nha. Ui, dứa quá nhiều luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh nông nghiệp này nha các bạn để ủng hộ anh em tiến hành những cái dự án làm nông nghiệp để hỗ trợ người dân ở châu Phi này nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.